Tôi tên là Hoàng Ngọc Sĩ, năm nay 65 tuổi rồi. Tôi là bộ đội nghỉ hưu và hiện sống ở Long Xuyên. Tôi bị bệnh đa khớp này cũng gần 20 năm rồi, mà chính xác là 19 năm 3 tháng. Tôi còn nhớ rất rõ mà. Lúc đầu thì nó chỉ đau ở hai vòng cổ, rồi nó lại từ từ xuống lưng, rồi lại lan xuống hai đầu gối. Đau không chịu nổi luôn. Lắm lúc khi lên cầu thang tôi còn phải vịn, rồi đôi khi cũng phải ngụy xuống vì đi không nổi nữa. Thường như vậy thì tôi cứ chạy ra tiệm thuốc tây, tôi mua một thuốc giảm đau về uống. Tôi có một người bạn 3 năm trước đây, ông có đến nhà chơi thì tay chân ổng cũng sưng vù to lên, khó chịu còn hơn tôi nữa. Rồi bỗng thì giáp Tết thì tôi thấy ổng chạy xe vù vù, người nó khỏe mạnh, thì tôi rất ngạc nhiên. Thì tôi có hỏi, ông ấy mới trả lời với tôi là nhờ ổng uống sữa Elecensin này mà mới được như ngày hôm nay. Thế thì tôi mới nhờ ổng đi mua. Một ngày tôi uống 2 ly, thì sau 10 ngày thì tôi thấy người mình nó có sự thay đổi, không còn bị đau mỏi và mệt mỏi như trước đây. Tôi thấy vậy cũng mừng và tôi sẽ uống tiếp tục 20 ngày nữa. Sau khi uống thêm 20 ngày thì tôi mới thấy cơ thể mình nó được thoải mái nè, đi đứng bình thường, không còn bị đau nhức như trước đây nữa. Rồi sau 3 tháng sử dụng thì tôi thấy mới thấy hoàn toàn là người mình khỏe mạnh, không còn chút gì đau nhức khớp xương và không còn đi đầu gối kêu lục cục lạc cạc như trước đây nữa. Vì trước đây khi đi ngủ tôi phải thức tới 2-3 giờ sáng mới ngủ được, mà đôi khi thức cả suốt đêm luôn. Mà khi nằm xuống thì tôi phải đợi một chập hồi, tôi phải xoa bóp rồi tôi mới ngồi dậy được. Từ khi tôi uống sữa Elecensin này thì tôi ngủ một mạch từ 9 giờ tối tới 6 giờ sáng. Mà khi dậy thì người nó được thoải mái, vô tư, hồn nhiên, không còn bị đau nhức như ngày xưa nữa. Nếu ai mà bị đau nhức khớp xương như tôi mà nói là đi uống thuốc tây hay kết hợp với là thuốc đông y mà hết bệnh đó, thì tôi đã hết bệnh từ lâu rồi. Uống thuốc tây thì lắm lúc thì được bị đục dạ dày chỉ một thời gian rồi lại bị đau lại nữa. Còn ngược lại khi uống sữa Elecensin này thì không còn có gì điều gì để phải lo lắng nữa. Cơ thể mình được thoải mái, mình có thể đi tới đi lui, mình có thể hoạt động bất cứ điều gì mà mình muốn. Cái sữa Elecensin này nó rất tuyệt vời, lành tính và không gây tác dụng phụ, đặc biệt là không làm đau bụng, ảnh hưởng đến tiêu hóa. Thứ hai là giúp cho tôi giảm được thuốc tây, vừa bổ và vừa đủ chất.